Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Như vậy là đã kết thúc 7 ngày rồi anh em ơi. À không, mới bước sang ngày thứ 7 thôi, nhưng hôm nay thì mình sẽ tổng kết lại cho anh em là 7 ngày qua thì mình đã tiêu tốn những gì và đã đạt được những cái gì anh em nhé, để cho anh em nào mà đua top thì cũng có cái video để tham khảo. Đầu tiên là về cái số lượng ATM mà mình đã cuốc. Thì đây, đầu tiên là cái gói nạp đầu này 25k nha, 79k thôi mình bỏ qua. Chủ yếu lấy một em ứng long ở 2-3 hôm đầu tiên đi đánh đấm đỡ bị bắt nạt thôi. Tiếp theo trong phần gói siêu hời. Gói siêu hời thì mình đã lựa chọn những cái gì? Đây, cái gói mà mình lựa chọn là 3.000 ngọc lưu ly trị giá 249k. Để mà mình có thể sở hữu được 6 em chuột từ sớm và ngay trong cái phần phúc địa. Khi mà có 6 em chuột rồi thì cái việc auto của mình nó nhàn hơn rất là nhiều anh em ạ. Đặc biệt là hôm nay bước sang ngày thứ 7 nữa thì trong phần phúc địa cũng mở ra tính năng là tự động quản lý chuột con. Thì mình sẽ cài đặt như thế này để cho anh em có thể tham khảo luôn là mình cài đặt như thế nào nhé. Đầu tiên thì level 3 trở lên là nhặt được rồi. Tịnh Bình Thủy thì cũng vậy, level 3 trở lên là ok. Bởi vì giai đoạn đầu thì anh em ở trong server còn rất là đông, họ cũng reset tìm Tịnh Bình Thủy các kiểu, cho nên là những cái bình 4, bình 5 thì hiếm. Còn về sau khi server của anh em mà anh em cảm thấy là bình 4, bình 5 nó dễ ra thì để từ bình 4 trở lên. Tiên Ngọc thì level 5 thì mình sẽ lấy. Còn Ngọc Lưu Ly cũng tương tự, level 5, tức là level max luôn đấy, thì mình sẽ lấy. Phù Thiên Diễn cũng tương tự, cái Phù Thiên Diễn này thì level 5 lấy được. Đó, còn lại Linh Thạch thì mình sẽ không lấy vì lúc nào cũng thừa nha. Côn Lôn Thiết sau này thì mình cũng không lấy. Đó là những cái mà mình cài đặt, mình nhặt ở đây nhá. Rồi, tiếp theo, cái gói thứ hai mà mình nạp chắc chắn là ở đây có cái thẻ tháng là 129k rồi. Để chọn đời 779k là quá ok luôn anh em nhá. Để chọn đời mình lấy làm gì nhớ, anh em bảo phế nhưng mà nó không phế đâu. Ngay ở giai đoạn đầu thì mình đã có khả năng là tự động luôn. Thì thay vì việc là chờ lên luyện hư tiền kỳ trong ngày thứ 6 thì mình có thể là auto luôn ngay từ đầu, thì nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn cho mình. Đấy, đối với mình là như vậy. Và đặc biệt là server này thì mình sẽ chơi pet đỏ từ sớm luôn anh em nhé. Đó, thì cho nên là mình sẽ chơi em Chu Tước luôn. Thì trong phần triệu hồi này này, mình sẽ rất cần cái thẻ chọn đời đó. Đấy, 5 lần là mình có thể ra chắc chắn em linh thú thần thoại, và mình cũng đã tích lũy được 928 ngựa linh thạch rồi. 1.000 ngựa linh thạch mà mình sẽ sở hữu được em này thôi. Và với cách chơi ở thời điểm hiện tại thì anh em phải tích lũy ngựa linh thạch lại đi. Chỉ dùng ở trong vòng 6 ngày đầu thôi, bắt đầu từ ngày 7 trở đi là chúng ta phải tích lũy lại rồi. Để mà nó có cái sự kiện luân hồi điện ấy, là chúng ta xả cái đấy thì sẽ hợp lý hơn. Và anh em cứ xả tẹt bô lấy pet đỏ nếu như mà nạp thẻ trọn đời giống như mình, quá ok. Đấy là cái gói thẻ trọn đời anh em nhá. Và bên cạnh đó thì còn một cái quỹ nữa là quỹ tiên thụ Phúc Nguyên. Thì mình sẽ có được rất là nhiều đào. Hôm nay chắc chắn là mình cũng sẽ lên được tiên thụ cấp 12. Chỉ còn 8-7 tiếng nữa thôi này. Thì hôm nay mới đầu ngày thôi, thì cuối ngày kiểu gì mình cũng lên được. Và khi mà lên được rồi thì mình sẽ có thêm rất là nhiều đào. Và lúc đấy lại mình sẽ tiếp tục xả. Đấy, trang bị của mình sẽ ngon hơn. Và một cái gói nữa mà mình nạp đó chính là quỹ trấn yêu tháp Phúc Nguyên. Thì thực ra là cái gói này nạp được mà chẳng nạp được anh em ạ. Cái gói này nạp thì ở giai đoạn đầu anh em có thể nâng em ong già này nó lên nhanh thôi. Cái việc đầu tiên là trong khoảng 2-3 ngày đầu là anh em có thể nâng lên nhiều sao cho em ong già, thì yêu lực của anh em sẽ tăng lên thôi. Còn hiện tại thì em ong già của mình chỉ lấy một em ong già cường hóa sát thương bạo level 10 thôi. Còn lại thì mình sẽ không nâng sao cho em ong già nữa mà tích lũy ngựa linh thạch luôn. Lý do tại làm sao mình lại chơi em ong già, nó cực kỳ đơn giản. Bởi vì là pet ong già nó đánh mỗi hiệp một lần thì nó sẽ phù hợp hơn đối với những cái bộ thần thông mà chúng ta đi dị thú xâm lược. Đây là bộ giai đoạn đầu thôi, còn về sau này thì chúng ta sẽ có thêm một vài cái thần thông cam nữa. Nói chung là nó sẽ phù hợp hơn với những em pet mà đánh một lần. Với cả gì cực kỳ đơn giản, đó chính là em ong già này nó chỉ có 80 ngựa linh thạch thôi. Thì với 80 ngựa linh thạch thì chắc chắn là anh em tìm được em cường hóa sát thương bạo nó sẽ dễ dàng hơn là tìm em ứng long cường hóa sát thương bạo, đúng không? Ứng long mặc dù sát thương gây ra thì nó cũng khá là to đấy, nhưng mà nó sẽ không cộng hưởng được cái phần trăm này nó nhiều giống như kiểu là em ong già của mình đây. Để mà nâng được em ong già lên level 177, mình reset tài nguyên ra và nâng vào em ứng long thì chắc là chỉ lên được tầm 40 mấy phần trăm thôi, thì nó sẽ không ngon bằng, đúng không? Thì yêu lực của mình sẽ tăng lên nhiều, còn chơi ứng long thì yêu lực nó sẽ thấp. Đó, đấy là về em ong già. Còn chắc chắn là về sau ở server này thì mình sẽ chơi choáng sớm và sẽ lấy em Chu Tước sớm cho anh em nhá, để anh em có gọi là một sự đổi gió. Ở server trước thì mình cũng đã chơi ném cả kỳ lân thì ứng long các kiểu huyền vũ rồi, thì server này mình sẽ chơi choáng. Ok,
Rồi, thế là tổng kết lại một số những cái gói mình nạp. À, bên cạnh đó thì mình cũng đang nạp cái gói linh dịch ngọc tương. Cái gói này thì cũng rồi nói chung là cũng ok, lên cấp nhanh hơn được một tí tẹo. Với cả trong cái phần tiên duyên này, này anh em, thì mình nạp cái gói phước lành 25k thôi. Còn đâu thì cái này thì mình chưa nạp một tí nào. Đấy là lý do tại sao bây giờ vật cưỡi của mình mới làm bậc 3 nhé. Còn anh em nào mà nạp cái gói đấy thì chắc chắn bây giờ là vật cưỡi sẽ lên tầm bậc 4 rồi, thậm chí là bậc 5 có. Đó. Còn về tinh quái của mình thì hiện tại là mình cũng mới sở hữu được em phù tang là ngon thôi. Có khả năng hồi sinh. Thêm vào đấy thì hôm qua mình cũng đã chiêu mộ được ra em Đại Sơn Yêu. Chỉ với một click thì cũng khá là ok. Đại Sơn Yêu thì nó sẽ có khả năng giảm sát thương cuối. Nhưng mà khi nào mà đi cùng với cả Tiểu Long Nữ thì ngon. Hoặc khi nào mà đi vượt ải ấy, thì mình sẽ cho em Đại Sơn Yêu vào anh em nhé. Rồi để mình check qua cái bộ ba cái bộ tinh quái cho anh em xem là bộ này là mình dùng để đi PK này. PK thì thực ra là em này là có thêm cường hóa linh thú cộng dồn 5 lần thì nó cũng ổn, nhưng trong trường hợp là đi với cả ứng long thì ổn hơn. Còn đi với ong già thì mình thấy nó cũng bình thường à. Thế nên là tí nữa có thể là mình sẽ thay em Đại Sơn Yêu sau khi mình test lại sức mạnh xem hai em này em nào phù hợp hơn nhá. Ok, còn cái bộ mà mình dùng để đi dị thú xâm lược đây anh em ạ, all in một công thôi. Đấy, bộ này có Đại Minh Vương tăng bạo, có cường hóa linh thú và em này thì cũng có khả năng là gây thêm một lần sát thương bằng 20% công khi mà linh thú phóng kỹ năng. Đó, anh em thấy nó phù hợp với em ông già hơn đúng không? Còn một bộ nữa là mình dùng để đi vượt ải đây anh em ơi. Bộ này thì mình hay dùng để đi vượt ải này. Đó, mình thay đổi. Em này thì mình cứ thay đổi với cả em Đại Thụ Yêu với cả Đại Sơn Yêu. Còn lại thì bạo kích thì vẫn cần, do là ở thời điểm hiện tại cái chỉ số bạo kích của mình chỉ có 75% thôi, còn liên kích là 86,7% anh em nhá. Tí nữa khi mà lên tiên thụ cấp 12 thì mình sẽ tiếp tục là build với 2000 đào có ở trong cái phần quỹ tiên thụ phúc nguyên, thì mình sẽ build tiếp để xem là cái bộ trang bị của mình nó sẽ lên như thế nào. Ok là anh em, huyết mạch thiên tiên thì đây mình đóng huyết mạch thanh long là chủ yếu. Còn có một cái huyết mạch chu tước này là bởi vì mình chưa có huyết mạch thanh long thôi. Còn nhìn chung là cũng đỏ với cam rồi. Dần dần thì mình sẽ tích cực đi cái trấn yêu tháp này này, để có thể là kiếm thêm linh chi cũng như là linh thảo, và có thêm tài nguyên để nâng cấp ở trong này nha. Tiếp tục là mình sẽ chặt cây. Và trong lúc chặt cây thì mình cũng sẽ đi đấu pháp để cho anh em xem này. Hạng đấu pháp của mình thì chỉ ở hạng 30 thôi. Server này thì anh em cày cuốc khá gắt, cuốc ATM ấy. Và mình cũng sẽ test cho anh em một số trận đấu để xem đánh đấm như thế nào nhá. Bạn này thì có ứng long này, yêu lực là 1.001 vạn, nhưng mà anh em có thể thấy là với cường hóa sát thương bạo thì ông già với cả nhân vật chính của mình đã gây ra một lượng sát thương khá là lớn. Ok, bây giờ mình sẽ đổi lại cái bộ mà mình hay đi PK nha anh em. Bộ này thực ra thì cái này mình cũng hay thay đổi bằng như này này. Đấy, Đại Minh Vương chủ yếu là có em Phù Tang với cả Sơn Dã Tinh. Đấy, bây giờ tiếp tục là đi PK nha. Khiêu chiến đây, 1.001 vạn này. Bạn này cũng ông già, nếu ông già mà ngang tầm lực chiến thì chắc là mình ăn rồi. Tầm này mình đi PK thì đúng là chỉ sợ mỗi bạn nào mà đeo né thôi, build né thì nên là mình phải bắt buộc đeo cái kháng né. Ok, đau chưa, đau chưa, rồi hồi sinh này, hồi sinh này, bạo kích khá ngon anh em, bạo kích tạch luôn. Tiếp theo là One One với 1.200 vạn. 1.200 vạn mà chơi ứng long là cũng ghê gớm đấy, nên là anh em đừng khinh thường nhá. Khi nào mà bằng yêu lực á mà cùng chơi pet á thì lúc đấy mới so sánh cân bằng được, chứ còn tầm này nếu như để đánh giá thì anh em có thể thấy là ứng long với cả 1.100 vạn của bạn ấy là gắt lắm đấy anh em có thể thấy này. Nhưng mà may là mình vẫn thắng. Ok, tiếp theo, ủa, 1.200 vạn, đánh lại luôn. Một phát, hai phát. Hiện tại chưa mở được tốc độ x3 anh em nhé. Bạn này có em quỷ tướng, thành ra là lúc máu mình trên 60% ấy, và đánh khá là đau. Ok, rồi luôn, đau chưa, đau chưa. Ai à, thốn, nhưng mà mình vẫn có thể là ăn được. Đấy là ưu điểm của em ông già, cực kỳ là dễ build, mà build chuẩn có cường hóa sát thương bạo thì vẫn có ăn được ứng long. Đấy, có sự hiện bạn này hoài ta. Đấy, bạn khác đi Pikachu nữa, cũng là ông già này. Ok, các bạn đấy thì có quỷ tướng hết rồi. Thế thành ra là mỗi một lần bạo kích mà trên 60% HP ấy là mình hơi khoai đấy nha. Đấy,
đấy, thốn. Nhìn chung là bạn đấy có em quỷ tướng thì lúc máu mình trên 60% là bạn ấy đánh đau thật. Ok, tiếp tục xem nào. Lại là cuộc chiến giữa ong già và ứng long nhá. Rồi, rồi. Đó, anh em thấy không? Ok, ong già của bạn, à ứng long của bạn đấy mà không có cường hóa linh thú thì cũng rất là khó ăn mình đấy. Rồi, để xem bạn này nào. 1.300 vạn xem nào. Ai à, và chơi ứng long nha. Xem như thế nào nha anh em. Liệu rằng mình có ăn được không nha. Ok. Ái chà. Ái chà. Chưa chắc đâu. Chưa chắc đã giòn đâu. Rồi. Rồi, đau chưa? Cường hóa sát thương bạo, đau chưa? Rồi, né, thay luôn. Đấy. Nên là chơi ong già nó lại có một ưu thế nữa là cứ trang bị nào mà yêu lực nó tăng lên nhiều á, tăng lên nhiều ở cái phần đây, ở cái phần thuộc tính cơ bản này này thì mình vẫn hoàn toàn là có thể lấy được nha. Ong già nó búp theo phần trăm ở đây lên thì nó rất là ngon. Đó, cái tổng kết 7 ngày của mình nó chỉ đơn giản có vậy thôi. Thì anh em nào, đặc biệt là những anh em tân thủ mới chơi thì có thể lưu ý nha. Với cả hôm qua có một bạn comment là gì ta? À, khi nào mà anh chơi server mới hay là bất kỳ một tựa game gì thì anh thông báo 1-2 ngày để mà mọi người vào cày cùng. Ô thế nhưng mà mình rõ là mình có thông báo rồi mà nhở. Ok, thì có thể là bạn ấy theo dõi bập bõm hoặc là xem tour. Thì các bạn nhớ ấn đăng ký kênh cũng như là cho mình xin một nút like này và bật chuông thông báo để có thể là thông báo tất cả những cái video khi mà mình đăng lên nha. Còn giờ thì xin chào và gặp lại anh em những video tiếp theo. Bye bye.